Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Những cái ngày vừa qua thì có rất nhiều bác hỏi em là chăm sóc cây lan nhé các bác nhé, cây lan rừng. Ngày hôm nay thì em có thời gian em làm cái video về hướng dẫn các bác về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lan nhé các bác nhé. Đây là những cây lan cáo Lai Châu rất chất lượng nha các bác nhé. Nói về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lan thì nó có hai vấn đề. Một là vấn đề chăm sóc nha các bác nhé. Đấy. Chăm sóc thì ngoài cái tưới hàng ngày ra, ngoài cái chăm tưới hàng ngày ra thì các bác cũng phải lưu ý là dùng một cái số phân thuốc. Đấy. Phân thuốc cho nó hiệu quả. Đấy, các bác mời các bác ngắm lan trước đã nhé. Đấy, những cái cây lan này các bác, giò lan siêu vip để nhạn, nhạn tháng 8 này các bác nhé, cái này nhạn tháng 8 này. Đấy. Đấy, cái thời gian vừa qua thì trên Lai Châu nó bị mưa này các bác này, nó mưa nó có hiện tượng thối lá, cái là em đã điều trị nó khô hết rồi này các bác này. Đấy, nó khô hết này. Để lát nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác nhé. Về cái chăm sóc ấy các bác ạ, ngoài chăm tưới bình thường ra và cho phân cho nó ăn ở trong các cái giá thể như các bác nhé. Đấy, ngoài chăm tưới bình thường ra thì các bác có thể dùng cho em là cái Antonic này. Antonic này, đây là cái thuốc kích thích sinh trưởng nhé. Thuốc này nó dùng cho cây lan là rất là tốt nha các bác nhé. Cái thuốc này thì các bác có thể là phun đều vào cây. Đấy. Phun cứ khoảng tầm 5-7 ngày các bác phun một lần cho em là cây nó lên rất là mạnh luôn. Đấy. Các bác nhìn thấy những cái vườn nhà em nó lên kinh điển không? Đấy. Lên rất là mạnh nha các bác nhé. Kể cả đây, mời các bác ngắm này, dưới này lên rất là mạnh luôn. Đấy. Và thứ hai nữa nha các bác nhá, cái thời kỳ nó chuẩn bị ra hoa này, thời kỳ nó chuẩn bị ra hoa thì các bác phun cho em cái siêu kali này. Đấy, siêu kali này, cái này thì nó đối với dòng thân thòng thì nó có tác dụng làm cứng cây này, cứng cây này, đanh cây này và kích thích nó ra hoa nhé các bác nhé. Và cái loại thuốc thứ ba các bác cần dùng là phân bón lá. Đấy, phân bón lá NPK 20-20 cộng te này, hoặc là các bác dùng cái loại loại đầu trâu 501 nhé. Đấy. Về cái phân thuốc này thì em khuyên các bác là lên sử dụng cái phân thuốc của Việt Nam mình sản xuất là tốt nhất. Đấy, vì nó rõ nguồn gốc. Ở Việt Nam mình thì khi mà các cái loại phân thuốc hay cái gì đấy ra thị trường là được quản lý rất chặt chẽ, chứ không phải để tránh được hàng giả như các bác nhé. Đấy, thì về phần chăm sóc thì các bác chủ động các bác phun cho em những cái thuốc đấy. Và cái loại thuốc này thì nó vừa đây, cái này thì đây nhé các bác nhé, đây là em cho ăn phân trâu ở dưới này, phân trâu này. Đấy, phân trâu và kết hợp phun thuốc nhé, đây và kết hợp phun những cái loại phân bón lá cho nó ăn. Đấy, bây giờ cuối tháng 9 đầu tháng 10 này, những cái cây nhạn ngọn vẫn còn đang đi này các bác này. Đấy, nó đi rất là khỏe nhé, nhất là trong khu vực miền Nam thì cái thời tiết khí hậu nó nóng, nó sẽ đi rất là mạnh luôn. Đấy, nó đi rất là mạnh nha các bác nhé. Cái về cái chăm sóc thì các bác lưu ý những cái vấn đề đấy cho em nhé. Có mấy loại phân thuốc đấy, một là Antolix này, hai là đầu trâu 501, ba nữa là cái chế phẩm như Hùng Nguyễn này các bác này, những cái đấy là rất là tốt, giúp cho cây lan phát triển cực kỳ mạnh nhé các bác nhé.
đấy, cái chế phẩm hùng nguyễn hoặc là những cái loại phân bón lá các bác ngoài các bác cho ăn trực tiếp ra thì các bác phun cho em những cái loại đấy cho nó ăn qua lá thì lá nó rất là xanh luôn, rất là xanh đẹp. Đấy, các bác xem video thì nhấn nút để đăng ký kênh ủng hộ em nhé, để các bác theo dõi video và có những cái cách chăm đối với cả từng loại thuốc một nhé. Đấy là về cách chăm sóc nha các bác nhé. Đấy, chăm thì các bác lưu ý này, ngoài cho ăn có hai cái, ngoài cho ăn trực tiếp này qua rễ này, đấy, và cho ăn qua lá nha các bác nhé. Đấy, cái cho ăn qua lá này thì nó lại tốt với những cái loại lan các bác mới ghép nhé. Các bác mới ghép thì cây nó chưa ra được rễ, cây nó chưa ra rễ nhé các bác nhé, thì nó sẽ bổ sung dinh dưỡng qua lá thì lúc đấy cây nó khỏe, nó khỏe thì nó sẽ phát triển mạnh và nó sẽ ra rễ. Đấy thì các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, cây nó khỏe, nó vẫn còn đang đi ngọn này các bác này, vẫn còn đang đi ngọn. Đấy các bác nhìn cái giò lan rễ nó ăn rất là khỏe luôn này. Khi cây nó đã khỏe thì em nói thật các bác chứ rễ nó cũng khỏe. Đấy. À, khi rễ nó khỏe thì cây nó sẽ khỏe nha các bác nhé. Đấy, rễ nó vào nó ăn chằng chịt trên cái lũa này các bác, cây nó sẽ khỏe. Đấy, cây này cây quế nhăn nhé các bác nhé, cây quế nhăn. Đấy, các bác thấy cây nó lên thích không? Cái thứ hai là về phòng trừ sâu bệnh nhé các bác nhé, phòng trừ sâu bệnh. Đấy thì như đây em qua em cho các bác xem, nó có mấy cái bệnh như này này các bác này. Cái phổ biến nhất của nó là cái bệnh thối nhũn và đốm lá nhé các bác nhé, phổ biến nhất là bệnh thối nhũn và đốm lá đây các bác này. Đấy, cái này là khi em phát hiện ra thì em đã phun rồi này các bác này. Đấy, nó khô đét này. Đấy, em phun thì nó bằng dùng hai loại thuốc này thôi đây. Đây nhá các bác nhá. Em dùng cái loại Zidomin này và Kinkinbun này. Cái loại Kinkinbun này, hai cái loại thuốc đặc trị thối nhũn này rất là tốt nhá các bác nhá. Đấy, em dùng hai cái loại này. Hai cái loại này em trộn vào với nhau. Trộn vào với nhau em phun. Đấy, em phun thì phun là vườn này, vườn nó nhiều thì cho nên là phun toàn bộ vườn thì nó nhà em thì phun với cái số lượng lớn nhé các bác nhé. Các bác nào nhà có ít ý, thì các bác có thể là cho một ít một vào trong cái bình xịt tay ý, các bác xịt. Đây các bác thấy hiệu quả của nó chưa? Đấy, cái hiệu quả của nó. Và nếu mà để mà đặc trị cái bệnh thối nhũn này này thì em khuyên các bác nhé, lên dùng cái dòng đặc trị thối nhũn 10 trong 12 giờ ấy, của Ngọc Linh ấy các bác ạ. Ngọc Linh ấy 12 giờ hay 24 giờ đấy. Các bác lấy cái tăm bông. Các bác bôi trực tiếp vào. Bôi nguyên chất nhé, không phải pha nước gì đâu nhé các bác nhé. Đấy, các bác lấy tăm bông ấy, các bác bôi trực tiếp vào những cái vết này này. Hơi hơi gẩy gẩy nó ra tí. Bôi trực tiếp vào thì nó sẽ trong vòng 24 giờ hay 12 giờ nó sẽ khô hết cái vết này vào, nhưng nó sẽ không bị thối lan, không bị lây ra cây lan nữa nha các bác nhá. Nó khô đét luôn. Đấy, nó khô đét luôn. Đấy, về cái cách trị thối nhũn thì các bác phải lưu ý giúp em là khi phát hiện ra phát các bác phải trị ngay nhé. Các bác phải trị ngay chứ còn đừng để lâu, là đặc biệt là cái thối ngọn này các bác này, nếu mà để lâu mà nó lây ra ngọn, nó thối ngọn, nó rút ngọn ra là coi như cây lan này nó không phát triển nữa thì nó sẽ đẻ con ở dưới nhé các bác nhé. Đấy, những cái cây như này bình thường nha là nó sẽ lên dài hơn nữa, nhưng mà khi mà nếu mà bị để mà thối cái lá ngọn này, thối cái lá ngọn này thì các bác lại phải chăm, một cây lan nó vẫn ra hoa bình thường, nói chung là nó vẫn ra hoa và nó đẻ con.
nó sẽ đẻ con ở các cái kẽ lá này đấy, nhưng mà cây lan thì nó sẽ không được dài lên nữa đấy các anh nha. Cây lan nó sẽ không được dài lên đấy, đấy là trị bệnh thối nhũn nha các bác nhá, thối nhũn đấy các bác thấy hiệu quả chưa? Cái này thì là do vừa rồi là gió nó lật cái ly lông che mưa, nó đúng cái đoạn này không để ý các bạn, thế là nó bị đấy. Còn bên này thì cây nó vẫn ngon lành như này đấy, thì đúng cái đoạn này đấy, còn góc này thì nó lại không bị sao rồi các bạn. Trên này, trên ngay cái đầu cái giọt danh giọt mưa này nó giỏ xuống này, nên là nó bị thôi. Đấy là trị cái bệnh thối nhũn nha các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì nó có mấy cái đi, mấy cái như này về bệnh nhá. Và bây giờ sâu nhá các bác nhá, về sâu, sâu thì như này các bác nhá. Về cái phần sâu thì thường thường là nó xuất hiện ở trên cây lan, nó xuất hiện trên cây lan là nó có mấy cái loại sâu như này này các bác này. Một là dày dẹp. Đấy, dày dẹp nhé các bác nhé. Những con dày con dẹp mà khi mà những cái cây lan mà nó lên những cái mầm gốc như này này. Cái này chậu này của em thì nó chưa có mầm gốc, nó lên những cái mầm gốc này con dày con dẹp này nó bám chi chít vào đấy các bác nhé. Mẹ nó bám vào xong là nó ăn ăn cái lá nó bạc đi. Nó ăn cái lá này này. Đấy, nó ăn những cái lá như này, nó có bạc bạc nó kiểu chấm đấy các bác. Chăm sóc lan thì các bác phát hiện ra bảo tại sao cái lan tự nhiên nó cứ chấm như này, nó có chấm như các bác nhá, một chấm vàng vàng đấy là cái con dẹp nó đã ăn hết cái chất diệp lục của cái lá cây lan này đấy, nó ăn hết chất cái diệp lục thì nó chuyển sang màu vàng như các bác nhá. Về cái dày dẹp đấy thì các bác dùng thì trị nó cũng đơn giản thôi. Các bác cứ ra cái hiệu thuốc bảo vệ thực vật nhé, các bác mua cho em cái gói như này. Đặc biệt là cái thời điểm những cái cây thân thòng như hoàng thảo kèn này đấy, vua dày dẹp này các bác nhé, ruồi vàng đây nhé, đấy, các bác mua cho em gói này nhé. Thì đặc biệt là những cái dòng thân thòng như này, hoàng thảo kèn này, đùi gà này, ý ngọc này đấy, ý ngọc hay kể cả những cái lan phi điệp các thứ đấy các bác nhé, nó khi mầm gốc nó lên thì hay là kiều nhá các bác nhá, kể cả kiều đấy, mầm gốc nó lên thì nó lại rất là nhiều con dày con dẹp nó bám vào li ti đấy, nó bám vào nó ăn hết cái chất dẹp lục đi thì này, cây lan nó phát triển rất là chậm nha các bác nhá. Thì các bác lưu ý là các bác dùng cái loại vua dày dẹp cho em nhé, các bác cứ pha ra các bác phun nó chỉ vài tiếng là nó chết thôi. Cái dày dẹp thì nó trị rất là dễ các bác nhé. Đấy. Còn một cái nữa về cái hại cây lan, đặc biệt là cái loại ốc nhá, ốc sên nó nhỏ li ti, nó nằm trong những cái chậu lan như này này các bác này, ốc sên này đấy, ốc sên và cái loại sên nhớt nữa đấy, sên nhớt thì nó ăn lá các bác nhá, sên lợn nhớt thì nó ăn gặm rễ rồi ăn lá đấy, nó gặm rễ nó ăn lá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây lan đấy. Các bác một số bác đấy, các bác chăm lan thì các bác biết đấy, tự nhiên cái chậu lan của mình này nó cụt hết rễ này, cụt hết rễ thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cây lan nó không hút được chất dinh dưỡng từ giá thể và từ cái phân thuốc mình cho ăn đấy, nó không hút được thì nó dẫn đến tình trạng cây lan nó teo tóp còi cọc, thậm chí là chết đấy, thậm chí là cây lan nó sẽ bị chết nha các bác nhé. Thì các bác làm như này cho em nhé. Đấy, đây này, kể cả như có những cái con côn trùng này các bác này, côn trùng nó cắn rễ như này đấy, em phát hiện ra nhé, em phát hiện ra cái em phun phát tịt luôn, không còn một tí nào nữa nhé. Đấy. Đấy, cái này thì các bác là phun cái dày dẹp cho em là nó sẽ chết nhé. Đấy, những cái con dẹp con các thứ linh tinh đấy, sên đấy nó cắn. Còn đối với sên nhé các bác nhé,
thì các bác mua cho em ra hiệu thuốc bảo vệ thực vật, các bác mua cho em cái gói thuốc đặc trị ốc bươu vàng nha các bác nhé. Đặc trị ốc bươu vàng, như những cái loại bột bột mà các bác rắc lên trên nó không hiệu quả đâu. Em rắc nhiều rồi nó không hiệu quả đâu. Các bác cứ ra đấy các bác bảo là bán cho tôi cái thuốc đặc trị ốc bươu vàng thì các bác phun lên cho em. Đấy. Các bác trước khi phun thì các bác như này, có hai cách làm. Có hai cách làm như các bác nhé. Hai cách, một là các bác pha cái này thì các bác cứ pha đặc vào giúp em nhé. Đấy. Các bác pha đặc vào giúp em. Xong là các bác cho vào một cái thùng xốp to. Nếu mà nhà bác nào mà có số lượng ít nhé, các bác cho vào một cái thùng xốp to. Các bác ngâm cả chậu vào cho em. Ngâm cho nó ướt hết giá thể đi. Ngâm hết khoảng tầm 15 phút. Các bác bỏ ra. Đấy là nó sẽ chết. Đấy. Và nếu mà cái thứ hai nữa mà các bác nào mà số lượng nó quá nhiều, số lượng nó nhiều, các bác không có thời gian các bác ngâm được kiểu đấy, thì các bác có thể là cắt nước cho em khoảng 2 ngày. Các bác dùng cách phun nhé các bác nhé, phun dùng bình phun nhé. Các bác cắt nước cho em khoảng 2 ngày. Xong là các bác tưới khoảng buổi chiều nhé các bác nhé. Buổi chiều, ví dụ như khoảng tầm 6 giờ chiều nó tối, trời tối nhé. Thì các bác tưới khoảng tầm 5 giờ chiều. Đấy, tưới đậm đi, tưới ướt hết giá thể đi. Xong khoảng tầm 3-40 phút sau. 3-40 phút sau, các bác bắt đầu pha cái thuốc trị ốc bươu vàng nha, các bác phun cho em. Đấy, khi lúc ấy trời nó gần tối nhé các bác nhé. Các bác lưu ý là khi trời nó gần tối thì ốc nó mới lên. Những con ốc li ti đấy, nó nhỏ như cái rễ này này các bác này. Đấy, những con ốc đấy nó lên nhé các bác nhé. Thì để nó bò lên để nó ăn rễ rồi ăn linh tinh các kiểu ấy, rồi nó ăn cái mắt ngủ ấy. Đấy, những cái cây lan như này này các bác này, như những cái cây lan như này là nó có mắt, nó có những cái mắt như này. Đấy. Đây là cái giò đùi gà hồng của em này. Đây này, nó có những cái mắt như này này. Để em chỉnh nét nha các bác nhá. Các bác đợi em tí nhá. Đấy. Nó có những cái mắt như này này. Đấy, là nó lên nó hay rất hay gặm, mà gặm những cái này là đến mùa là cây nó không thể nào ra mầm mới và để đẻ con được, là nó sẽ ảnh hưởng đến cây lan. Đấy, thì các bác cái tầm đấy các bác phun cứ pha đặc vào cho em, không vấn đề gì hết. Thì các bác phun đều lên cái mặt giá thể, ướt đẫm giá thể cho em. À, khi mà tối là nó mò lên nó ăn là nó vào thuốc là nó cũng sẽ chết, nhưng mà nó không hiệu quả bằng cái cách ngâm nhé các bác nhé. Đấy, nó không hiệu quả bằng cái cách các bác dùng các bác ngâm. Đấy, rồi trên đây là toàn bộ cái video của em ngày hôm nay. Thì các bác xem video thì nhấn nút đăng ký kênh. Nếu mà cần tư vấn trực tiếp hay là cái cách chăm sóc liên quan đến cây hoa lan thì các bác cứ điện cho em theo số điện thoại là 0912003665. Em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác cách làm về cách chăm sóc và phòng trị các loại sâu bệnh trên cây lan. Em xin chào các bác nhé.